Yo, what's up chị ơi, bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hiha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một cái series mới Minecraft của mình và Jimmy. Ơi, bà Jimmy, bà làm gì vậy Jimmy? Sinh tồn là gì vậy Jimmy? Ây da, đau. Sinh tồn chính là mình sẽ đi đào đất và mình sẽ đi khám phá mọi thứ ở trên thế giới này. Ok, cái đó thì ai chẳng biết rồi. Bây giờ đó, tôi muốn nói đó chính là một series sinh tồn tên đó chính là Thế Giới Rồng. Đó, các bạn có thích series Thế Giới Rồng không? Nếu bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share để ủng hộ video mình nha. Trong đây sẽ có rất là nhiều rồng. Thì trong đây chúng ta sẽ đi tìm series rồng các kiểu. Sau đây là channel của mình sẽ có 3 series, đó chính là series con quay. Series con quay thì giống như mình đã nói thì là mỗi tuần thì mình sẽ ra chỉ 1 đến 2 clip mà thôi. Tiếp theo là series gì Jimmy biết không? Series Thế Giới Rồng. Đúng rồi. Cái series gì trong cái channel của tôi đang hot hiện nay? Chú Hải Tặc. Đúng rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sinh tồn nha. Thì các bạn, trong thế giới này mình sẽ nói là có rất là nhiều như rồng Night Fury, các kiểu. Làm gì mà có được không? Có Night Fury. Ý, đằng kia có cái gì kìa. Từ từ nha. Ê, đó, bà thấy chưa? Ê, tôi nói cái này bà đừng có hết hồn nè Jimmy. Nói đi. Bà sẽ ngước lên hướng. Ở trên này sẽ thấy một cái bộ xương rồng. Nè, bộ xương rồng kia. Để ở đây tôi sẽ cho bà coi bộ xương rồng siêu to khổng lồ luôn. Ok. Tham cái là tôi đập vô đầu không nha chưa? Bà ngước lên trời. Thiệt á hả? Cái bộ xương rồng thiệt đó trời ơi. Thiệt đó hả? Thiệt đó. Trời ơi, thiệt luôn. Ừ, có vẻ như con rồng này đã chết rất là lâu rồi nên nó bị héo mòn, không còn da thịt gì, còn bộ xương không à. Ok, bây giờ mình sẽ đi coi thiệt mọi người ơi. Nãy giờ mình kiểu như là mình chưa tin lắm, nhưng mà bây giờ mình thấy bộ xương thì mình sẽ lần mình coi. Nếu là đập gỗ, đập gỗ đi thì mình mới tin. Dùm ơi, bà coi tôi đập cái gỗ nhìn cái tay tôi mắc rồi. Ừ, sao kỳ vậy? Đó chính là chúng ta sẽ cài thêm một cái gọi là một cái back mod rất là nhiều ở đây. Ôi, con gà kìa. Ôi, ôi con, ôi, con gà, gà này giống thiệt quá vậy. Gà đá. Gà trống nè, gà trống được rồi. Không? Ôi, gà mẹ nè. Đà lộn, gà vợ. Mày chết đi. Chết luôn rồi. Ủa, giỡn cái nhẹ sao chết rồi. Mày cầm cái kiếm kim cương mày chặt nhỏ mày kêu giỡn nhẹ. Nhẹ ghê. Ôi, con gà vợ kìa, con gà vợ kìa. Thôi, lên. Mày hẹn thằng đi. Lên bộ xương vòng nè. Rồi tôi sẽ đập lá để đi lên, từ từ đừng có đập nữa. Không biết đập đập bậy là chết ngọ luôn đó. Chết lọ luôn á. Chị My ơi, siêu to khổng lồ luôn. Wow. Đi lên đây nè, lên đây nè. Thật là đã luôn á, kiểu như là big size luôn á thì ha. Big size. Ủa, nó siêu to luôn Chị My ơi. Từ từ tôi đập mấy cái. Ông có gỗ nhiều không vậy? Ủa ơi. Bà nhìn nè. Ú cha mà ơi. Ôi nhiều vãi. Ôi to luôn á. Có cách nào lấy nó không? Có cách nào chặt cái bộ xương. Bộ xương này ra không? Ờ, cho tôi thêm mấy cục đi. Sao bà không đổi gỗ ra cho nó xịn? Giờ có cách nào lấy cái bộ xương này không anh em? Có. Ui. Chứ. Ơi tôi đẩy được bộ xương ra nè. Ơi ông đừng có đẩy, tôi đập vô bộ xương bây giờ nè. Ôi mới sinh tồn là thấy bộ xương rồng thấy sợ rồi đó mấy má ơi. Có vẻ như mình không biết cách lấy cái bộ xương này rồi bạn ơi. Chắc có lẽ là nhờ mấy bạn phạt chứ rồi Jimmy ơi. Chúng ta phải đi tìm những con rồng khác thôi. Ôi, nó chết rồi hả? Chết rồi. Bà mẹ nó ngủ. Tưởng nó chết. Ê, ok. Ê, Jimmy. Jimmy skeleton. Má xương hả? Má xương, má xương chả dâu. Ủa, má xương đâu? Má xương chả dâu nè, nó dưới đây nè. Má xương chỉ còn. Đi Hiha ơi. Thì sao tôi lại đi chơi sinh tồn cái map này? Ủa, con gì nè? À, con gà mái. Ngủ rồi. Ủa? À, Jimmy ơi. Ở đâu? Vô cái hàng hồi nãy chưa? Bà đi đâu hả? Vô đây đi, có cái gì nè. Đâu? Đó. Ủa? Cái gì vậy? Không biết luôn. Có chìa khóa không? À cái này cái như cái rương á. Bà đem theo đi. Khi nào mình có cái gì thì mình lấy. Ok, ông đặt ông giữ. Ôi sao mấy cái đá này cái màu kỳ vậy hả? Cái đá này để làm cánh được nè. Wow, vậy lấy luôn nha. Từ từ mình phải lấy đá trước. Nè bà ra đây bà nhìn nè. Sao tôi đặt cái cục màu da này sao nó cứ mất vậy vậy Hiha? Nó không có hiện ra. Đi ra đây nè, ra đây nè. Ủa. Cái đậu xanh bà lấy luôn của tôi vậy. Nè. Lấy lại. Wow, đi. Giống cục than quá rồi, cục than mỹ màu. Cái đống này mình có thể chế được cái cánh đó. Đừng có đùa nha. Vậy là tôi kêu ông vô hang này là chí lý. Đúng rồi. Quá là chí lý. Chờ xanh ngát xanh, gió đông đưa hơi ngát xanh. Dạ, chân em cũng dứt xanh, oh yeah. Điên. Đấy, lấy sắt cho rồi đó. Ê, sắt nè. Đâu?
Rồi. Chạy đi né giùm Bia, né giùm Bia đi. Máu của tôi nó màu đỏ rồi, giờ làm bên sao? Bên đây nè, chạy bên đây nè, đi đâu vậy? Ok. Ui coi đảng có con rồng chết nữa kìa. Hôm nay giùm Bia nó cắn người chết hết rồi giùm Bia ơi. Trời ơi thì có. Vô nhà. Ôi hết hồn. Vô. Vô nhà. Ê xương rồng. Sao tôi đi chậm quá vậy? Có cách nào đi nhanh không? Xương rồng đổi được sapphire nè, từ từ tí nó hết. Wow, ghê vậy. Ông này em có bán cây giáo nè. Qua nhà khác đi ha ơi. Đi. Nhà khác. Nè, nhà màu xanh này đi. Bà muốn mua cây giáo không? Tôi mua cho bà cho Jimmy. Cho tôi cái gì mà xịn thì là xịn tỏ. Tôi coi cái này. Nè, có cây giáo nè. Jimmy, vậy nè. Hả? Ủa, né không được. Sao con gấu nó cứ cắn tôi hoài vậy ta? Nó bị khủng hay gì á? Chạy theo tôi nè. Đi xa vậy ha ơi. Nó thấy bà xấu quá, nó cắn bà hoài à. Ừ, tôi chả hiểu đâu, tôi chưa làm gì nó luôn á, đứng xa nó chạy lại. Có con rồng kìa Jimmy ơi, đi. Kệ đi. Thôi đi tiếp đi ha ơi, kệ nó đi. Kệ ông nó luôn đi. Ô, rồng kìa Jimmy ơi. Đâu? Kìa. Holy shit. Hay ông. Nè, đi theo tôi. Kìa, đằng này okay. Nè. Hé, con rồng băng. Ôi, xui. Trời ơi, dòng thiệt luôn hả? Ừ. Ê, từ để tôi coi tôi có thể làm đành với nó được không? Tôi có thể bắt được nó không? Từ, đi theo tôi. Ôi, đảo quá à. Columi, ê, chạy đâu vậy? Rồng ơi. Rồng ơi. Mình có thịt không? Mình cho nó ăn thịt đi. Bà sao mà chọi nó? Vui mà, chứ giả tiếc. Ai cũng hết đó con nít. Nó cắn bà kìa. Đó, nó sủa kìa. Nha con rồng biết sủa luôn. Ủa, nhưng mà giờ sao để ăn bò, ăn thịt bò không? Xin lỗi dòng nha, mình lỡ chạm dòng có một xíu thôi mà. Không, rồng ăn cá hơn ơi. Giùm ơi. Hả, dòng ăn cá hả? Vậy bây giờ phải làm sao? Kiếm cá cho nó hả? Kiếm cá cho nó chứ sao? Phải lội xuống nước á. Ở Jimmy ơi, tôi tìm được một cái rương gì nè. Một cái rương của chiến sĩ rồng nè. Đâu? Nè, lên đây. Ok. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi lại coi. Ở này có cá hết, rất là nhiều đồ luôn. Rồi tôi giục bớt đồ coi. Ơi, giục bớt đồ đi, giục lấy mấy cái đồ đó đi. Ok. Ôi Jimmy. Ủa, ở đây có cái trứng rồng nè. À. Chắc là đang canh giữ cái trứng này nè. Ok đi. Lấy luôn. Lấy nhanh đi. Đi. Bây giờ mình không phải mình hú hụt nó không được rồi, tại vì nó không có chịu. Ôi con nó ngủ rồi kìa Jimmy ơi. Hả? Nó ngủ rồi. Vậy mình chọi tiếp nó ha. Được. Nào. Ôi có con gì kìa, thấy ha. Ôi nó lại dậy rồi, đậu xanh. Ăn gà không? Ê, u nó đánh đau quá thôi bỏ đi. Đi Jimmy ơi. Ui ở đây cũng có khu nhà tuyết nữa nè. Ôi giờ này ở cái đi. Cái này ở. Ui. Ok. Ui nó đánh tụi mình kìa. Ô. Bớt giỡn anh ơi. Trời ơi, làm gì ai chọc giận tụi nó lắm vậy? Trời ơi. Ok bạn ơi, hiện tại thì mình đã lấy được có rất là nhiều đồ rồi đó. Đi. Theo tôi biết á, cái trứng rồng này nè là chúng ta phải có nước á để chúng ta ấp. Ê có tổ ong kìa, bây giờ kìa nha. Đâu? Thôi đừng đánh nha, chết á. Ê có cái đồng hồ bên phải kìa, bà có thấy cái đồng hồ không? Đâu? Đồng hồ hiện bên phải cái màn hình bà kìa. Tôi bị cái gì lét chiếc cái cuốn sách nó che tôi mất rồi. Nani. Ê, ở đây có cái rương khóa nữa nè. Ủa? Wow. Ô, cái rương này không có khóa. Ủa, có cái chìa khóa luôn nè. Tôi lấy hết nha. Ừ, lấy đi. Vậy, ôi, Hi ra đây coi nè. Mấy cô tiên nữ. Ô, nè, cô tiên kìa. Ủa, nó cười. Ai nó cười, nó kêu là nè kìa Dương ơi, đánh nó thử đi. Nè. Ủa, nó khóc kìa. Ui mà giết con tiên. Ủa, tôi đánh nó khóc luôn á. Dương ơi, giết người anh em ơi. Sao không kêu tôi đánh thử mà. Hello, Hayley. Hello. Nó nói gì vậy? Ôi cái gì nè. Hello. Ui. Lâu nổi mày. Nè. Tôi giết cái đó rồi đó. Anh đừng có sợ. Hình như cái này là nhà của mấy bà tiên á Ngân ơi. Jimmy ơi. Nè, tôi giết nó xong tôi đều cái này nè. Coi đi. Đây nè. Ừ giữ đi. Đó, rồi. À, tôi biết rồi mấy cái nhà này nhà của bà tiên. À, ôi trời. Ở đây cũng nguyên một. Ui. Jimmy. Hello. Tôi lỡ tôi vinh cái nhà bà đi luôn rồi nè.
Nè, tôi dính đem qua đây luôn nè. Tại vì á, vòng ăn thịt người đó, không biết vụ đó hả? Tôi mở này cô tiên không mà. Vậy là cô tiên ăn thịt người. Ôi ghê vậy. Ý dạ trời ơi. Ý dạ trời ơi. Ôi dễ thương quá à. Ừ, cho tôi miếng đồ ăn coi. Ui, nhìn cô tiên phát sáng kìa. Wow. À, đây là cái làng của cô tiên. Hiểu rồi. À, giống như trong phim Maleficent đúng không? Đúng không? Kìa nè, bà nhìn nè, bà nhìn nè. Dùm mi lên đây nè, lên đây. Tôi đang sau lưng ông nè. Nè, thấy không? Nguyên cái nhà của người ta nè. Ôi nhện điên kìa. Ơi, không được khóa nhà của mấy cô tiên nha. Ôi sao tôi cứ nghe tiếng nhìn bị đâu đây, nghe lỗ tai tôi sợ quá à. Tôi bắt được bà tiên rồi nè. Anh em ơi, tôi đang cầm bà tiên trên tay nè, anh em thấy không? Đó. Ui, con này nó cởi luôn kìa, what the hell, giết nó giùm mấy ơi. Mày ngon ma xương cây. Để bà tiên ra đi. Giỡn mà. Chết ngay. Đó, bà hãy. Ủa, nó ăn thịt bà tiên kìa. Đó. Con nhỏ này nè. Đi. Ok các bạn ơi, thì ở đây mình tìm được nguyên một cái khu rừng rồi nè. Đó, chắc là hẹn các bạn lại tập sau nha. Còn bây giờ thì goodbye. Tại sao mình sẽ review cái khu rừng cho bạn nha. Trời, khu rừng này quá trời bà tiên luôn. Với lại có cái trứng nữa, ngày mai mình sẽ xây nhà, sau đó mình sẽ làm một cái trứng khác. Ở lộn, mình sẽ cho cái trứng này nó nở ra. Ok, còn bây giờ goodbye.